Xin chào các bạn, đây là Nancy. Ngày hôm nay Nancy muốn chia sẻ về ba đề tài về cuộc sống hàng ngày. Đề tài thứ nhất đó là về khách sạn và nhà ở. Thì các bạn cũng biết đó, đây là một trong những khách sạn mà Nancy đã ở. Như ông Tần Nguyễn, chuyên gia lừa đảo nói là hả, khách sạn ở bên Mỹ này không có đẹp bằng ở Việt Nam. Mà Nancy thấy đó, trời ơi, nếu mà ổng ở đâu chứ còn Nancy ở có nhiều khách sạn có 4 sao thôi mà ở rất là tuyệt vời, đầy đủ tiện nghi và phòng rất là đẹp luôn. Mà Nancy không biết tại sao mà ổng ở chỗ nào mà ổng so sánh là những cái khách sạn 4 năm sao ở bên đây rất là tầm thường. Một trong những đam mê của Nancy là rất là thích du lịch, cho nên mỗi lần mà đi thư giãn là Nancy lựa chọn những cái khách sạn nào mà Nancy ở thoải mái và có thể đi khám phá những cái nơi mới để cho mình học hỏi thêm. Vì Nancy là thành viên của nhiều khách sạn và du thuyền, cho nên nhiều khi mình đi là họ mời mình đi hoặc là cái giá mình phải trả rất là rẻ hơn là giá bình thường nha. Vì Nancy rất là đam mê coi những cái trang trí của những cái khách sạn sang trọng và nhà cửa mới, cho nên mỗi lần mà có dịp là Nancy book vé là đi liền. Tuy là mình chưa có khả năng mua được những cái nhà sang trọng như vậy, nhưng mà thưởng thức là quan trọng nhất. Và đời lên voi xuống chó mà, nhiều khi mai mốt Nancy giàu thì sao? Cuộc sống mà mỗi người có một cái ước mơ, nếu mà mình lên kế hoạch mà cái kế hoạch đó nằm trong cái tầm tay của mình mà có thể với tới được thì mình hãy cố gắng làm sao để mình có thể đạt được cái ước mơ của mình. Và cái đó là lúc đó đó, khi mà mình đạt được rồi, cái thành công của mình rất là viên mãn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để thưởng thức các kiểu nhà và khách sạn với Nancy. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy nhé và cho Nancy một like. Xin cảm ơn nhiều. Xin mời các bạn xem tiếp tiêu đề thứ hai ha. Tiêu đề thứ hai Nancy nói về là tình yêu vĩnh cửu. Xin các bạn đón xem nha. Hai các bạn thấy gì không? Đây là hai con vịt trời ha. Nancy không biết là tiếng Việt là có phải gọi là vịt trời không, nhưng mà hả, hai con này rất là dễ thương. Và ở ngay chỗ Nancy ở đó là có rất là nhiều mấy con này, tại vì cái chỗ này đó là chỗ nguyên một cái thành phố mới. Cho nên hả, lúc trước ở đây là rừng không à, bây giờ đó rừng ở ruộng không à, bây giờ đó là người ta phá đi để làm nhà mới nè. Cho nên hả, có rất là nhiều những con như vậy tới và nó đi xung quanh ở trong khu á. Và cái nữa là ở ngoài bờ hồ có cá sấu nha, nhiều lắm. có tên vịt trời nè. Mà hai con câu chuyện của hai con vịt trời này á là hả, họ rất là thương nhau và lúc nào cũng đi cần cợn với nhau, bên cạnh nhau. Và khi mà một con mà chết đi á thì con khác sẽ hả, tìm cách chết trong thời gian sớm nhất có thể. Hello. Đây là vịt trời này bà con, chỗ vui. Hai con này nó đang đi bộ ở thả bộ ở ngay chỗ vườn nhà Nancy thì không có dám đứng gần nó mổ chứ. Nhưng mà đó là câu chuyện của hai cái con vịt trời này, rất là dễ thương. Đó là tình yêu đó, tình yêu đích thực á. Là khi mà một con chết đi thì con khác á, là sẽ tìm cách chết trong một thời gian sớm nhất có thể. Tại vì không muốn xa rời người tình của mình hoặc là người chồng của mình, người vợ của mình. Thì đó là cái này là một đôi vịt trời ha, rất là lãng mạn. Mà cái tiếng kêu của họ cũng rất là, tiếng kêu của hai con này cũng rất là lớn. hôm bữa có mấy thằng nhóc đó, nó chạy á, nó chạy vòng vòng cái hai con này, nó rượt mấy thằng nhóc á. Thấy cũng vui. Ở bên Florida này đó, thường thường là mỗi cái khu đó là có rất là nhiều hồ giống như vậy ha, là để cho nước nhiều khi nóng quá đó thì sẽ làm cho mình bớt nóng ha. Nguyên cái khu này nè, với lại một cái nữa là để cho giống như là lúc mà bị bão đó, bị lụt á, thì có chỗ để cho nó thoát ra, không có làm cho cái nhà của mình nó lụt lên nhiều. Đó là mỗi khu nó có rất là nhiều cái hồ đứng như vậy. Và tiêu đề thứ ba là đi ăn uống cuối tuần ở Tampa, Florida. Xin chào các bạn, đây là Nancy đang đứng ở ngay chỗ Thịnh An và sau khu nhà hàng ha. Cái nhà hàng này Nancy cũng đi tới mấy lần rồi nhưng mà lâu lắm rồi không có tới. Và bây giờ đó mới có cơ hội để làm thêm video cho các bạn xem này ha. Giá đây thì chỗ đậu cũng rộng rãi lắm, thoải mái. Ở đây là một trong những chỗ mà mình có thể mình tới là mua đồ và họ có rất là nhiều đồ để lựa chọn đó. Thì lâu lâu xuống dưới đây thì mình đi
chợ luôn, rồi mua đồ gì ăn, đồ ăn sẵn hết, người ta làm sẵn thì mua ăn ha, chút xíu nữa mình coi chẳng ha. Sau mình cái bảng đó là có số phone luôn đó, thì nếu mà các bạn thấy được thì đó là số phone đó ha. Thì ở đây là nếu mà tới đây thì cũng có, nói chung là đồ ăn ở đây cũng có làm cũng vừa miệng, nhiều món để lựa chọn. Thấy là NC cũng tới mấy lần rồi, mỗi lần mà đi nhà thờ với chùa gần đây nè, cho nên ghé như đây ăn cũng thưởng thức được nhiều món. Và họ có rất là nhiều bánh trái làm sẵn á, cho nên họ cũng tiện lắm. Những cái món mà mình giống như là xôi bắp hoặc là những cái chả rồi bánh mì hay kia làm sẵn á, thì mình mua mình mang về mình ăn khỏi nấu. Với lại có, với lại cái nên si thích nhất á, là họ có những cái thịt kho hoặc là cá kho ta làm sẵn á, trong cái nồi á, cái mình về mình chỉ cái hâm lại ăn với cơm là ngon lắm rồi. Nếu mà gần lúc nào mà thấy mình cảm thấy lười nấu á, thì mình có thể mình ra ngoài đây mình mua mấy cái thứ đó để đồ kho đó, thì tới về nhà mình nấu chút xíu cơm ăn là ngon rồi. Bây giờ xin mời các bạn cùng Nancy đi vô tham quan cái nhà hàng này nha. Dạ, đây là thực đơn của nhà hàng này ha. Cuối tuần thường là có nhiều món đặc biệt để cho mình thưởng thức. Và nếu mà các bạn từ xa tới mà xuống thăm bà chơi á, thì các bạn có thể ghé đây ăn và có nhiều món để lựa chọn mang về khách sạn ăn cũng được. Dạ, từ ở nhà hàng này mà chạy ra ngoài chỗ phi trường của Tampa đó là khoảng chừng 15-20 phút thôi à, gần lắm, không có xa lắm đâu. Và nếu mà muốn ra biển Clearwater đó, thì khoảng chừng 30 phút ha. Nói chung ở vòng cái khu này thì cũng có nhiều quán để cho mình lựa chọn. Và cái nữa đó là nhà thờ với chùa cũng ở gần đây, cho nên nếu mà các bạn đi chùa hoặc nhà thờ thì có thể ghé đi ăn sau đó ha. Bánh nè, bánh. Dạ, cuối tuần là tới đây là mua đồ này ăn sẵn đó, đồ ăn sẵn rồi cái nào thèm thèm á thì khỏi nấu. Chưa nấu còn không biết nấu mấy cái món này nữa. Có, này có những món như vậy. Cái nào mình mua cái đó. Ủa, cái bánh đó, bánh con tôm nè. Cái này nhỏ nó mắc cái đó. Về xong cái nấu một nồi cơm, một nồi canh hay là ăn với lại một đợt cháo sống là ngon rồi đó. Nè có nè, giá cả ở trên đây, nói chung ở đây làm cũng ngon. Thì chị rất là thích ăn cái bánh thịt đây, ở đây làm đồ khô, ở bên đây là chả. Mua về làm gì ăn ha? Làm gì? Làm chả công ăn vậy thôi đó. Hay là nấu bún, nấu gì á mà Nancy cũng thích nấu. Có mình cho nên không có nấu gì. Có bánh tiêu nè. Ngon lắm nè. Đó, trời ơi. Nhớ cái mấy cái bánh tiêu á hả? Có nhiều người làm rất là ngon luôn. Nancy mai mốt về hưu á. Mai mốt về nhà về hưu á. Rồi cái sẽ mua, sẽ tập làm bánh tiêu. Chứ bây giờ không có thời gian, làm gì hết. Không có thời gian làm gì hết, tụi đó hấp dẫn chưa? Nhiều món hấp dẫn chưa? Đó, ở đây nè, mua vậy nè, ăn là đã rồi, đâu có cần phải nấu đâu. Người ta nấu ngon rồi, người ta nấu bánh mì, người ta nấu ngon cho mình rồi thôi, chịu khó làm tiền. Có tiền mà mua cũng được. Khỏi phải nấu, chỉ có những đồ ăn nấu sẵn thôi ha. Đây ở nhà hàng ở đây là cuối tuần là đông lắm, à đông ơi là đông luôn, phải đứng xếp hàng để trả tiền. Có bubble drinks đó, mua quá trời ha, đồ ăn nấu sẵn á, về ăn đúng anh vậy, cũng anh vậy nè. Đây là mì hoành thánh. Món này là món cơm chiên gà thập cẩm nha. Nói tóm lại, cuối tuần mà tới đây ăn thì cũng có nhiều món để cho mình lựa chọn, cho nên những cái món Nancy thích cũng có ở đây. Và nếu mà tiện là Nancy thường ra ngoài đây cuối tuần để ăn nè. Đây là cuộc sống của Nancy ở Florida. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay thì đăng ký kênh của Nancy nhé. Và cho Nancy một like. Xin cảm ơn nhiều và xin hẹn gặp lại. Bye bye.